Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu. Bản nhập khẩu thì nó sẽ có hai phiên bản cho anh em, đó là phiên bản số tự động và phiên bản số sàn ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng trên bánh trong Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các chương trình khuyến mại đặc biệt giữa tháng 5 này thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu số tự động. Với giá niêm yết nó đang là 630 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Sang giữa tháng 5 này thì đã áp dụng chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em chiếc xe bản số tự động như sau: là tặng cho em một phiếu nhiên liệu trị giá đến 30 triệu đồng cho anh em ạ. Và tặng một bộ phụ kiện cao cấp trị giá đến 10 triệu đồng cho anh em nhá. Và ngoài ra thì anh em có thể đặt xe trong tháng 5 này thì anh em sẽ được giảm 15 triệu tiền mặt khi mà anh em đặt xe trong tháng 5 này nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 690 triệu ạ. Đấy là đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 155 triệu rồi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 660 triệu đồng đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 130 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 678 triệu đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 148 triệu thôi anh em nhá. Các chi phí mà nó tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ. Thuế trước bạ thì ở nội sẽ 12%, còn ở tỉnh thuế sẽ 10%, còn ở thành phố Hồ Chí Minh đó giống ở tỉnh nó là 10% ạ. Còn biển số ở nội sẽ là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh sẽ là 2 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là giống Hà Nội, đó chính là 20 triệu tiền biển ạ. Còn các chi phí còn lại như là phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ hoàn toàn sẽ là giống nhau nhá. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn. Với giá niêm yết nó đang là 550 triệu đồng ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Khi mà sang giữa tháng 5 này thì đã áp dụng chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt cho bản số sàn này như sau: là tặng cho một bộ phụ kiện trị giá đến 10 triệu đồng ạ. Và ngoài ra sẽ tặng cho anh em một phiếu nhiên liệu trị giá lên 25 triệu đồng cho anh em nhá. Ngoài ra sẽ là tặng cho em là 10 triệu tiền mặt khi mà anh em đặt xe trong tháng 5 này đi ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 620 triệu ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 150 triệu anh em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 590 triệu ạ. Đối chiếu thẳng ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 120 triệu đồng thôi. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 608 triệu đối chiếu thẳng ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 138 triệu ạ. Xe là có 7 tỉnh, thuế sẽ 12% và có một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh, thuế sẽ 11%. Nói anh em nào trong 8 tỉnh đấy mà muốn được tính toán về tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt giữa tháng 5 này một cách rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho em toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em là muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.